Dạ, chúng tôi Phan Thị Nhân kính chào quý vị có mặt đây. Thật sự mà nói thì cuộc biểu tình vừa qua thì chúng ta rất thành công. Thành công thứ nhất là thế này: lúc 9 giờ sáng thì lá cờ Việt Cộng vẫn còn ở đó, nhưng khi ba xe buýt đổ xuống ở Riverside thì lá cờ tự động ở thành phố Riverside gỡ xuống. Đó là một cái thành công trước tiên của chúng ta. Tuy nhiên, trên giấy tờ vẫn còn sự ký kết giữa Riverside và thành phố Cần Thơ của Việt Cộng. Do đó chúng ta vẫn còn tiếp tục cuộc đấu tranh. Chúng tôi đang vận động các thượng nghị sĩ của các tiểu bang và đặc biệt là những thượng nghị sĩ có liên quan tới Riverside để can thiệp vào vụ này. Riêng chúng ta có thân nhân cư ngụ ở Riverside thì xin hãy kêu gọi tối thứ ba này lúc 6:30 chúng ta có mặt trong cái buổi hearing để chúng ta phản đối việc này. Đây là những bước kế tiếp mà chúng ta phải làm. Thưa Đồng Hương, thì chúng ta ở dưới Orange mà lên trên đó thì chúng ta chỉ tạo tiếng vang thôi. Và cũng nói thêm cái thành tích cuộc biểu tình vừa rồi, chưa có cuộc biểu tình nào mà các báo giới của truyền thông Hoa Kỳ có mặt đầy đủ như vậy. Do đó, đó là một cái thành công thứ hai của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng chúng ta sẽ tiếp tục dài cuộc đấu tranh để làm thế nào hủy bỏ được cái hiệp ước giữa Cần Thơ và Riverside. Và chúng tôi một lần nữa rất cảm ơn quý vị và nhờ quý vị dẫn động cho Đồng Hương Riverside tối thứ ba tới đây, ba tay có mặt trong buổi hearing của thành phố Riverside. Xin cảm ơn. Cảm ơn, xin chúng ta dành một tràng pháo tay cho tất cả các đồng hương đã có mặt trong cái buổi biểu tình vừa qua ngay tại Riverside. Chúng tôi xin tiếp nối rằng cái công việc của chúng ta có hai việc cần phải làm. Trước hết là cái quan trọng là thành cư dân thành phố nào chúng ta đến hay sau đó để vận động. Thì việc sắp sửa tới là chúng ta vận động làm sao cho thành phố Riverside phải rút lại cái thỏa thuận kết nghĩa với lại thành phố Cần Thơ, bởi vì những lý do là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp quyền tự do căn bản của con người. Và chúng ta kêu gọi các thành phố Riverside cũng như là hội đồng thành phố đó rút lại. Thành ra vấn đề của chúng ta rằng là ngoài cái việc mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể rằng là vận động cho các thành phố mà chưa thông qua nghị quyết Cờ Vàng cũng như là chưa thông qua cái nghị quyết là không có chào đón những phái đoàn Cộng sản Việt Nam, thì như vậy chúng ta sẽ ngăn chặn những cái việc tương tự như vậy. Và chúng ta có thể làm được hay không là do sự tiếp tay của tất cả các quý vị đồng hương cũng như là các cơ quan truyền thông. 40 năm trước, nhân dân Hoa Kỳ không biết nhiều về Việt Nam cũng như biết về văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Nhưng 40 năm sau, chúng ta đã có mặt ở đây, đã lớn mạnh, chúng ta sẽ đoàn kết để mà làm được công việc đó. Bởi vì không phải chúng ta ngăn chặn lá cờ máu, cờ đỏ sao vàng có mặt ở đây, mà công việc chúng ta cần phải làm là làm sao đoàn kết để người dân ở trong nước thấy rằng họ muốn có được cái quyền cuộc sống của con người, phải tranh đấu tự do, dân chủ, nhân quyền. Làm sao để lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay khắp nơi từ Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Xin cảm ơn quý vị. Xin luật sư Ngô Xuân Nghĩa, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia, có không phải lời gì về cái hội đoàn bỏ bị Việt Đà Lạt đã có mặt ngày hôm đó. Và luật sư Xuân Nghĩa có thể cảm ơn anh chị bỏ bị đã hăng hái trong cái ngày 29 tháng Giêng vừa qua không? Không phải là đến bây giờ Võ Bị mới mang những chiến tích oai hùng của cái ngày 29 tháng Giêng vừa qua, mà chúng ta nhớ đến đoàn quân của Võ Bị oai hùng bước ra khỏi trường mẹ trong những ngày cuối tháng 4 1975. Chắc tất cả các quý vị niên trưởng và quý vị huynh đệ của khóa đàn em 31 đó đều biết cái ngày oai hùng đó, phải không ạ? Quý một tràng pháo tay để mà nhớ đến hình ảnh oai hùng của những người trai của Võ Bị trong quân phục chiến đấu rất là hiên ngang, để mà biết rằng là cho dù rằng gặp phải nhiều nguy khốn họ vẫn ra chiến đấu trong những ngày cuối là tháng 4 1975. Rồi sau những năm tháng tù đầy, sau bao nhiêu khổ sở, tất cả những chàng trai Võ Bị ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn luôn là những cái gương sáng trong sinh hoạt của cộng đồng. Thành ra đó là cái điều mà chúng cháu nghĩa là cố gắng để mà gọi là noi theo và luôn luôn nhớ đến hai câu đầu tiên của bài khúc ca quân này: tàu đoàn thanh niên Võ Bị Việt Nam cùng hát khúc ca quân hành. Cảm ơn anh Phan Kỳ Nhân và luật sư Ngô Xuân Nghĩa. Cảm ơn Niêu Trương Huệ đã có một cái tiết mục đặc biệt.
Cảm ơn anh điều trưởng tôi.